của chú anh chị, khi phố thị lên đèn thì chị em lên đồ để đi chụp hình. Ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở cửa nam của chợ Bến Thành. Ngày xưa khu vực này là vòng xoay công trường Quách Thị Trang, và cũng chỉ còn khoảng 15 ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán. Thì ở trước cổng chợ Bến Thành, các bạn nhìn thấy là hai cái bụi mai ở hai bên được trang trí với cái hệ thống đèn nhấp nháy cùng những cái hệ thống đèn chiếu sáng, làm cho cái khu này trở nên đẹp hơn. Và chính vì thế nó sẽ thu hút một lượng khá lớn các chị em tới đây để chụp hình chơi Tết vào buổi trưa và buổi sáng đó. Thì khu vực này nắng nóng lắm, vì là cái phía quảng trường này nó không có cây xanh. Chính vì thế nên là đợi cho tới khi mà buổi tối, khi mà phố lên đèn, thì chị em đã lên đồ để tới đây chụp những cái tấm hình với các cái tà áo dài để lưu làm kỷ niệm. Và đây các bạn có thể để ý thấy có những cái chiếc xe hoa, các anh ấy chở các cái loại hoa tới đây để bán cho khách, trang trí cùng với các cái phụ kiện là những cái tà áo dài, và sẽ chụp hình chung với những các cái bó hoa này. Đây một nhóm các cô nữa cũng đang dùng những các cái phụ kiện là những cái nhánh hoa mai, hoa đào. Đó, các cô tuổi trung niên trong những cái bộ áo dài màu đỏ, quần vàng hoặc là áo màu xanh, và các cô đang mướn những cái anh thợ chụp hình. Thường là mấy anh ấy sẽ chụp theo buổi để mình sẽ hỏi thăm. Thưa anh chụp theo buổi hay là theo tấm hay như nào anh? Thì một buổi là nhiêu tiền? Chụp áo dài này này, chụp chơi, ví dụ chụp mấy tiếng này, gia đình ví dụ người ta về ta chụp gia đình thì đi chụp nửa buổi 1 triệu. 1 triệu thôi? Không, tổng cộng 1 triệu. Tổng cộng á? Là nó buổi em chụp cho 3 điểm. Để như ông chợ Bến Thành này với bên phố ông Đồ, bên số 4 Ngọc Thành đó. Vâng. Với bưu điện thành phố. 3 điểm. Ồ, rẻ thế vậy chứ. Anh có nêm cạc hay số điện thoại cho em giới thiệu cho anh? Để em giới thiệu cho bà con người ta về ta. Anh đọc số giúp em nhé. Đây, ok. 0931. 0931 rồi. 431. 431 rồi ạ. 353. 353. Anh tên gì thưa anh? Tuấn. Anh Tuấn đúng không? Zalo mình không có tên. Ok, em cảm ơn. Rồi, anh chụp hình. Hôm trước thì có một chị hỏi Tuấn Dương là cái giá chụp hình như thế nào. Thì hôm nay Tuấn Dương có hỏi thì cho một anh Tuấn có cái số điện thoại như thế này đây. Thì mình sẽ kết Zalo với anh ấy. Và anh ấy chụp theo cái kiểu như vậy là chụp theo gia đình thì cỡ là 1 triệu. Mà anh ấy sẽ chụp 3 điểm là nửa buổi. Cái này là nửa buổi. Nửa buổi thì thôi mình cứ tính vào cỡ khoảng 2 giờ đồng hồ đi. Còn nếu mà chụp nguyên buổi hoặc là cái yêu cầu cao hơn á, thì sẽ tính thêm tiền. Tuy nhiên thì một cái nữa là nó cũng tùy thuộc vào cái tay nghề của cái người thợ chụp hình. Nhưng mà đa số nói chung là đã là thợ chụp hình rồi ấy, thì người ta cũng sẽ biết có những cái góc chụp thật là đẹp, và cái tay nghề cũng chắc chắn là cũng khá rồi. Đây mấy cô đang đứng để tự chụp hình này. Đấy, 4-5 cô mặc áo dài, nhìn chụp cái góc này cũng rất là đẹp nhá. Ngay phía trước cửa nam của chợ Bến Thành. Đấy, cô thì mặc áo vàng, cô thì mặc áo hồng, cô thì mặc áo màu bông. Đó. Đấy. Đấy các bạn thấy bây giờ sau khi mà chụp hình xong cái nguyên băng là 1, 2, 3, chắc cỡ khoảng chục cô. Đấy, với cái tà áo dài thướt tha, bây giờ các cô sẽ
băng qua đường đi vào chợ Bến Thành chơi. Đấy. Đây là những cái hình ảnh không khí gần Tết ở Sài Gòn, Việt Nam nhé các bạn. Thì Tuấn Dương cũng muốn gửi tới các cô chú anh chị để mọi người coi những cái hình ảnh cận Tết. Mỗi khi mà Tết đến xuân về thì bà con mình thường hay mặc áo dài rồi chụp hình đi chơi Tết. Đây, mấy cô sẽ đi vào chợ Bến Thành. Đây, khu vực này là cửa nam của chợ Bến Thành nha các bạn. Đó. À, chợ Bến Thành. Đó. Để mà tập hợp nguyên một nhóm này các bạn cũng không phải là dễ. Phải hẹn hò nhau, rồi cũng phải có chỗ thay đồ. Thường là ví dụ một số người đi làm về đó, là các cô hẹn nhau thường là sẽ tới một cái trung tâm thương mại có các cái phòng vệ sinh gì đấy, sau đó thì mình thay đồ rồi mình ra mình chụp hình. Thì cứ khi mà không có thuê mướn người chụp đó, thì mỗi một nói chung là sẽ cử một cái thành viên biết chụp hình rồi chụp cho các cái thành viên khác. Đó, với những cái tà áo dài thướt tha đi chơi ở trong chợ. Đây, các cô cũng vừa đi rồi coi những các cái mẫu áo dài chỉ trỏ những cái mẫu áo dài. Đây có những cái cửa hàng thì họ bán là các cái chất liệu như gấm ren, chiffon hoặc là tơ tằm. Không chỉ người trong nước mà cả những người nước ngoài đó cũng họ cũng muốn coi các cái chất liệu vải để may những cái bộ đồ may trong vòng một ngày. Rồi, áo dài may trong vòng một ngày nhé, make in one day. Thì có cả các cô người Việt Nam, rồi có cả những cái cô người nước ngoài, rồi có những người đang mặc sẵn cái bộ áo dài rồi. Rồi mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi tiếp nhé. Một số tiệm thì mình thấy cũng đã đóng cửa, mặc dù bây giờ mới chỉ cỡ khoảng hơn 7 giờ. Chưa đến 7 giờ, bên đây là các cái áo thun có chữ phở này, bánh mì này, rồi các cái hình các cái nhân vật nổi tiếng. Rồi đây, mấy cô đang đứng để chụp này, nhờ được mấy cái anh người nước ngoài. Quá trời đông luôn này. Đây, mấy cô đang nhờ được cái anh mấy cái anh Hàn Quốc. Đây, anh Hàn Quốc này, anh ấy muốn chụp hình với cả mấy cô. Ôi trời ơi, ngồi xuống, sit down. Cô đang đạo diễn. Quá đẹp luôn. Cảm ơn mấy anh Hàn Quốc đi sang Việt Nam cũng muốn chụp với cái trang phục áo dài truyền thống. Rồi. Đấy, mời cô bác anh chị cùng theo các cô đi chơi. Đấy. Áo lụa tơ tằm cũng có này, rồi gấm cũng có này. Nhưng mà mình cũng có quay ở bên tiệm áo dài bé đó, thì các cô cái chất liệu mà lụa Thái Tuấn mà Thúy Nga Paris mặc nữa các bạn, thì đó là cái chất liệu mà đẹp nhất và mắc tiền nhất.
rồi những cái bộ vẽ. Đây thì những cái bộ áo dài này cũng thường thôi. Bên này có sạp chị Hương Xuân cũng đang vào cái dịp Tết. Hương Xuân thì bán cũng rất là uy tín và bán lâu năm rồi. Chào chị. Chào cô. Chào cô. Vâng. Dạ, lúc này bán được không cô? Gần Tết bán được. Vâng, dạ. Nhờ khách quen, khách mối gì? Dạ, dạ. Vâng, vâng. Với lại mấy người chụp hình mới đông thôi, cái tình hình. Dạ, không, nhưng mà tiệm cô bán khách quen thì cũng đỡ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhá. Dạ, dạ, em đi ạ. Dạ. Dạ, cũng được. Mai đi tỉnh, mai phát quà tỉnh. Dạ. À, cô Hương Xuân ấy cũng hay ủng hộ cho các cái chương trình từ thiện mà cô hay gửi lại cho bên bếp cơm của cô Cường. Cô bán cũng lâu năm và uy tín ở đây rồi. Đây tiếp theo các bạn này, những cái gốc cây mai ở chợ Bến Thành thì cũng được các chị em, các cô ấy dừng lại đứng để chụp hình. Đấy, cô nhờ một số những cái vị khách đây rồi, các cô nhờ các anh, nói chung là nhờ khách du lịch, những người đi chơi sẽ chụp hình giùm. Đó, nhìn cái bức hình này các bạn nhìn rất là dễ thương này. Đó, với cái sắc mai vàng rực rỡ. Đó, thank you. Để cô bác có thể về Việt Nam đi chơi chợ Bến Thành. Đây, từng cô sẽ chụp dưới cái gốc mai này các bạn ơi. Mai phú quý và cây mai này năm nay trang trí nhìn rất đẹp nha. Đó. Ồ, cây mai màu đỏ đẹp quá. Rồi, chụp nguyên cả. Đó, quá đẹp luôn. Ở dưới là trái dưa này, xung quanh là các loại trái cây. Đó. Cái góc chụp đó rất đẹp nha các bạn. Wow. Dạ, rất đẹp nha. Dạ, dạ. Rồi, cô cứ chụp đi, cô cứ chụp đi ạ. Dạ, quá đẹp luôn. Wow. Quá đẹp luôn. Dạ, con chụp, con gửi video cho cô. Con gửi video nha. Đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay, con tối nay có. Dạ, Sài Gòn Ngày Nay. Dạ, đúng. Sài Gòn Ngày Nay là tối nay có. Dạ. Okay. Quá trời đẹp luôn. Cái nãy giờ con quay. Dạ, con quay hết. Chào lãnh đạo. Quay cô. Dạ. Đi. Rồi cô vô đi, cô vô đi. Dạ, dạ, vâng. Tương nhiên quen thì bóng đây. Rất đẹp nha các bạn. Áo dài thì cô phải lấy cả cái tà phía dưới nữa mới đẹp cô ạ. Thì cô cũng lấy cái ở dưới. Quá trời đẹp luôn nè. Rồi. Thấy mặt cô chưa? Dạ thấy, thấy, thấy. Cô vô đi, cô vô trong đi. Dạ. Cô đứng vô trong đi rồi con chụp cho cô. Ok. Cô đưa máy con chụp vào máy cho cô rồi lần xíu cô lấy rồi đấy. Rồi. Rồi. Rồi, 2, 3. Rồi, cô quay đây. 2, 3. Kiểu nữa nhá, 2, 3. Từ từ cô. Chụp này cho nó cao rồi. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ok, được rồi cô. Cô coi thử đi. Cô coi thử lại đi ạ. Dạ, trong này. Sài Gòn Ngày Nay. Dạ, cô vào YouTube, cô đăng ký. Dạ. Cô vào YouTube, cô đăng ký là cô coi clip ạ. Dạ vâng. Mấy cô ở làm đâu mà về? Mấy cô đã ở đây, mấy cô về hương hết rồi. À, dạ, dạ. Dù được nguyên nhóm cũng cũng vui quá. Tại vì về hương nó mới rảnh. Dạ, dạ. Nhưng mà tập hợp được khoảng nhiều cô này là cũng khó đấy. Tên gì? Cô mở cái YouTube ra con. Sài Gòn Ngày Nay. Thì bây giờ cô muốn để tựa đề gì con để tựa đề đó, rồi gặp nhóm hoặc là nhóm bạn gì chụp hình gì đấy. Em ơi,
mùa xuân đến rồi đó. Em ơi đến mùa xuân đến rồi đó nhé. Rồi có cái từ đó, ok. Rồi. Tâm mà lòng mấy nhạc đó nhỉ? Không, có Thuyết Minh rồi cũng có nhạc nếu mà. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Cái số điện thoại đi có gì vậy? Dạ 0966 ạ. Dạ. Cái này là số của cô đó nha. Để khoan. Đó, mỗi cô 0966 581 581 231 ạ. 231 đúng không? 231 lộn. Bách lại 581 231 231. Ok, cô giờ qua đi. Đối về con kết bạn Zalo con gửi qua cho cô. Cô cũng là 0966. À thế à? Đây của con, đây này. Đây đúng không? Cô tên gì ạ? Con lưu số. Được, rồi. Ok, con cảm ơn. Dạ, dạ. Con tên gì? Con là Sài Gòn Ngày Nay. Sài Gòn Ngày Nay. Vâng. Ở trên Zalo cũng tên là Sài Gòn Ngày Nay. Tuấn Dương Sài Gòn Ngày Nay. Cô lưu vào Tuấn Dương. Vâng. Cô Minh Ngọc. Có, em vừa đấy rồi anh. Vâng. Vâng, vâng. Đây, trời ơi, bốn cô mà. Quá trời đẹp luôn này. Cái góc này rất là sáng nha. Sài Gòn Ngày Nay, Tuấn Dương Sài Gòn Ngày Nay ạ. Nhưng mà cô phải ghi này, cô mới nhớ chứ còn Tuấn Dương nhiều khi cô quên. Ngày Nay. Cô ghi chụp hình nữa luôn. À, cây mai này trong này rất là đủ ánh sáng nha các bạn. Nên là các cô cứ thay phiên nhau vô chụp hình. Bốn năm người vô chụp. Cô vô đi, cô đứng đi cô. Trời ơi, nhìn dễ thương quá. Vậy cho mấy cô vô luôn đi. Quá trời đẹp luôn á. Cho mấy cô vô luôn đi. Dạ. Mình vô cho em hết chụp hết dạ. Dạ. Rồi cứ đi đi. Rồi các cô. Vô đi mà. Các cô nhìn đây nhá. Dạ rồi, các cô nhìn con nhá. 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3. Quá đẹp rồi, nhiều tấm lắm. Rồi, quá nhiều tấm đây này, cô coi đi ạ. Dạ. Tuyệt vời luôn. Vâng. Tuyệt vời ông mặt trời. Dạ. Cảm ơn Tuấn Dương dạ, nha. Cảm ơn, chào mấy cô nha. Đây con tên Tuấn Dương. Con về con sẽ gửi cái link video qua cho mấy cô coi. Để mấy cô. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, dạ, không có gì, con cảm ơn. Chào mấy cô. Video ở cái dạ. Dạ, dạ, con sẽ kêu kết Zalo với con nhá. Xong rồi con gửi qua. Vâng, vâng. Vâng, ok. Dạ, không có gì. Ôi giời ơi, gì công đức đâu. Cô Minh Ngọc đúng không? Rồi ok. Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ không sao ạ. Dạ. Đây các cô lựa những cái tấm thiệt là đẹp để chụp hình ra. Rồi chào mấy cô. Đó. Đấy, ai cũng vui vẻ mặc những cái bộ áo dài. Các cô thì về hưu rồi mà vẫn rủ nhau một cái nhóm bạn chơi chung đi chơi Tết. Tối về có, tối nay có. Dạ, dạ. Rồi, chào mấy cô. Dạ, dạ, rồi, xin chào, bye bye. Rồi, chúc mừng năm mới. Happy New Year. Dạ, rồi, xin chào. Dạ, xin chào. Dạ. Đây thì cái khúc này các bạn có một cái gốc mai này này. Mình có thể tới khúc chợ Bến Thành đó thì có những cái tiểu cảnh là thứ nhất là cái không khí chợ này. Thứ hai là những cái gốc mai cũng đã được trang trí. Dưới là dưa hấu này. Rồi cái các cái loại trái cây của miền Nam. Ở phía trên đó các bạn nhìn thì là những cái phong bao lì xì. Chữ chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng. Rồi ví dụ như nhiều nhà gia đình ấy, họ còn trưng những cái cây mai ở trong nhà. Sau đó rồi mời khách tới thì khách sẽ hái những cái phong bao lì xì để dạng như là hái lộc.
Rồi chào lãnh đạo. À con giỏi em Tư Dương. Dạ em khỏe. Anh về chơi được lâu không? Chơi 1 tháng ạ. À về chơi được 1 tháng. Tới đây 9 ngày rồi. Anh là ở đâu về ta? Đức Tây Đức. Ở Đức Tây Đức về. À tổng thống Đức hôm qua về. À hôm ở tình hình bên Đức lúc này sao? Nóng lạnh như nào? Nóng lạnh lạnh. Lạnh nhá. À. Ở châu nói chung là lạnh thích. Vâng. Năm nay về được 1 tháng, về ăn Tết ở đây. Về 1 tháng. À. Rồi về đây đi chơi được đâu rồi? Ở Trung Minh ở đây chợ lớn thôi, đi đâu bây giờ? À hôm trước có bảo có lại chỗ cô Lan bán mắm à? Có mua 2 triệu mấy. À 2 triệu mấy. Mua mà mang về Đức hay sao? Mua ăn ở đây. À mua ăn ở đây á. À mua về bên nghe tính sạch tính sau. À vâng. Mua 1 ký khô mực to. Vâng. 1 triệu. Vâng. Tôm khô. À mấy cái món đó bên Đức có không thưa anh? Có gì đó có. À nhưng mà mất tiền. À vậy ạ. Đây là mua dễ hơn. Vâng. Mua ăn nhậu ở đây chơi mà. Rồi lâu chưa? Rồi em cũng mới tới. Hôm nay có muốn đi nhậu đâu không? Chưa, chút hẹn người ta rồi. À hẹn người ta rồi à? À lát em cũng có một anh bên Mỹ về. Nhậu đâu? Ok 3 con dê đường 3 tháng 2. À. Nhậu phải đi xe phải đi Grab. Không có công an phạt đấy. Vâng. Rồi, thôi em đi quay một vòng đấy nhá. Rồi, chào anh nhá. Không chịu ai hết. Vâng. Đây các bạn nhìn này, những cái phong bao lì xì có các cái chữ như an khang thịnh vượng này, chúc mừng năm mới này, cung hỷ phát tài này. Và ở đây thì ngoài cái khách trong nước đã, còn có những khách người nước ngoài, khách Hàn Quốc, rồi khách châu Âu, khách Nhật Bản, khách Đài Loan, khách Hồng Kông. Rồi mình sẽ đi tiếp các cái khu vực khác để chia sẻ với các cô chú anh chị những cái hình ảnh buôn bán ở chợ nhé. Đây cái hướng này các bạn nhìn này thì cũng có những cái bạn khách nước ngoài, các bạn ý đi mua. Cái khu này thì chủ yếu bán cà phê và đồ khô. Đấy, các bạn ấy thì trong trang phục cũng rất là gọn gàng. Rồi người ta bán cả những cái máy xay cà phê nhìn rất là dễ thương. Mình có thể mua cà phê hạt rồi sau đó mình dùng tới đâu thì mình xay tới đó, nó sẽ thơm hơn. Đây là tiệm trái cây Cẩm Tú này, chuyên trái cây nội ngoại nhập xỉ lẻ và có cả kho lạnh luôn. Dạ. Các loại trái cây tươi để trong kho lạnh bảo quản. Cà phê này, phin pha cà phê mocha, rồi lại cái khu này các bạn thì mùi cà phê rất là thơm. Có bánh mứt kẹo. Dạ xin chào. Rồi có cả tỏi thần tài nữa đây, an khang thịnh vượng, chúc mừng năm mới, mít xấy khô. Dạ. À, đây cái loại cà phê trồn đó các bạn thì nếu mà ngày xưa trong tự nhiên ấy là đây anh, tức là đây là cái khi mà con trồn nó ăn đó, thì nó sẽ vô trong ruột của nó và nó có một cái men tiêu hóa đó, nó sẽ dính vô cái các cái hạt này, nó tiêu hóa không có hết và chính nhờ cái chất men này á mà cái cà phê trồn trở nên đặc biệt. Tuy nhiên thì bây giờ để mà mua được những cái cà phê trồn nguyên chất chính hãng thì mình kiếm cũng không phải là dễ. Dạ thưa là cô, bây giờ cái cà phê trồn này thì khoảng bao nhiêu tiền một ký được không? Đây thì đây các bạn này có để giá này 140.000 cho 100 gram. Thì đây các bạn nhìn này, mình mô tả cho các bạn biết là cà phê trồn tự nhiên ấy, thì con trồn nó sẽ ăn cái trái cà phê, sau đó nó đi ra cái phân, thì trong cái phân đó là cái hạt nó không có tiêu hóa được và trong cái hạt đó nó có những cái men tiêu hóa của con trồn nên là cà phê nó sẽ ngon hơn. Đây. Vâng, thì đây mình đi qua đây để ở đây chào anh. Đây cà phê, đây là có con sóc. Cũng là cà phê Thành Phát nha các bạn.
Anh ấy cái cà phê mà sóc với cà phê trồn thì cái nào nó đặc biệt hơn đấy? Trồn nó ngon hơn. Còn con này là con sóc. Thì thưa là cái đó thì mình nếu mà người ta mua thì có phải đặt trước lâu không anh? Dạ tùy theo số lượng, nếu mà dùng đặt nhiều thì mình phải đợi, còn nếu mà mình mua số lượng khoảng 1-2 ký thì 1-2 ký bên công ty cũng có. Thưa nếu mà ví dụ như cà phê trồn mà 1 ký đó thì giờ khoảng nhiêu tiền thế? Hiện tại nó dao động khoảng từ 2 triệu 2 triệu rưỡi. 2 triệu tới 2 triệu rưỡi. Tùy theo cái hạt nữa. Mà hạt mà bây giờ thường là trồn họ nuôi hay sao thế? Dạ đúng rồi, bây giờ nuôi nhiều. Đúng rồi, chứ trong tự nhiên người ta cũng bắt bớt rồi đúng không? Đâu có. Dạ, trong tự nhiên thì nó hiếm. Về. Trồn tự nhiên bây giờ thì hiếm. Về. Thì ngày xưa là trồn thiên nhiên ở trong các cái rẫy nó ăn, sau đó thì ngày xưa trồn nhiều lắm nhưng mà bây giờ họ cũng đánh bắt bớt rồi nên là không có còn nhiều trồn như các bạn. Nhưng mà đây là hình bên này là con sóc này, còn bên đây con trồn đây các bạn này. Đây. Cà phê trồn là như vậy đây. Đó. Thì khi mà con trồn này nó ăn cái hạt cà phê, cái này cũng không phải là quả cà phê đâu các bạn, đúng không? Cái này nó là cái mẫu. Cái mẫu thôi, đó là cái quả mẫu thôi, còn cái quả cà phê nó khác nha các bạn. Còn đây là cái hạt này này, giống hạt cà phê thì khi mà con trồn nó ăn á, nó đi ra ngoài thì cái phân nó giống này này thì người ta sẽ lượm cái này lên. Đó, và thường nhà vườn đó, họ sẽ đây này các bạn này. Đó, cà phê trồn. Rồi, anh để cái số điện thoại cho em đi để đây đây. Đây cô bác về, nếu mà mình muốn thưởng thức cái hương vị cà phê trồn cỡ như vậy là chưa tới $100 một ký đúng không? Dạ đúng rồi. Đây có số điện thoại này. Không, nếu mình từ nước ngoài mình gọi về đó thì mình bấm là cộng 84 rồi 4 con số 727978. Dạ. Hoặc là các bạn quét mã QR code này này là cái này là cái mã thanh toán. Mã thanh toán. Còn hoặc là mình có thể liên hệ với em qua WeChat, WhatsApp, WhatsApp hoặc là Gmail. davidcoffee1055@gmail.com. Dạ rồi, cảm ơn anh nhé. Đây có trình bày cả hai thứ tiếng. Thì ai mà chưa từng thưởng thức cà phê trồn đó thì mình có thể trải nghiệm thử. Thì, ở Việt Nam thì có hai cái loại cà phê là Arabica với Robusta. Thì đa số ở Việt Nam là Robusta thôi, cà phê trồn. Rồi cảm ơn anh. Dạ dạ. Rồi chúc sức khỏe nha. Dạ. Và dạ dạ cảm ơn. Rồi qua đây thì mấy anh chị bán mấy cái này là các cái khánh này, rồi những cái treo trang trí Tết trong nhà. Đó. Đó. Tận hưởng quý. Rồi đây bán cả những cái con rồng này, rồi các đồ phong thủy. Năm nay là năm con rồng đó, nên là những cái mẫu rồng cũng được nhiều nhà là trưng mua để trưng trong phòng khách. Đồ ở đây thì rất là đẹp các bạn ạ. Mình nói chung là chỉ xem và quyết định là mua món nào thôi, chứ về chất lượng thì mình không có phải bàn tới. Rất là đẹp, nhiều khi là đã tuyển chọn sẵn rồi, chỉ việc ưng cái nào thì mua cái đó thôi. Đây cũng có một nhóm khách anh chị đang lựa để mua đồ này. Đây những cái túi tiếc có cái hình Việt Nam, mấy bạn bên Hàn Quốc cũng rất là thích mua. Đó. Rồi đây mấy anh ấy mua mua cái sorry thank you mà nhiều tiệm bán lâu năm rồi và hàng hóa đẹp nên là khách khá nhiều nha các bạn. Chợ Tết thì khi mà nó đông như thế thì mình cũng cảm thấy khá là vui. Rồi còn đây chỗ này bán khu bán phụ kiện điện thoại, còn cái khu này thì bán giày dép, túi sách, các thứ. Đây bây giờ Tuấn Dương sẽ đi qua khúc bên này chút xíu. Thì đây là mình sẽ đi ra, đây là khu cửa đông của chợ Bến Thành. Các bạn cũng nhìn thấy những cái gốc mai vàng rực rỡ. Tiền vô như nước, cung thì phát tài. Đây, các bạn nhìn thấy những cái vị khách người Malai, khách Hồi giáo đó, họ cũng đang chụp hình ở trước cái khu vực cửa đông của chợ.
đây những cái gốc cây mai. Không biết ở Malaysia thì cái hoa Tết là hoa gì và có cái cây hoa mai này không, nhưng mà ở Việt Nam nữa thì đặc trưng của miền Bắc là hoa đào và miền Nam là hoa mai. Đấy, các bạn thấy những cái du khách người Malai người ta cũng đang chụp hình lưu làm kỷ niệm. Thì ở đây là cửa đông của chợ Bến Thành nha các bạn, cửa đông chợ Bến Thành. Đấy, các bạn nhìn thấy hình mấy con vịt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phía bên trong. Khu này thì ví da bóp rồi mắt kính, những các cái đồ kẹp tóc. Những cái gì cần vậy? Khách Hàn Quốc đó, các bạn thấy cũng khá đông nhé. Mình thấy khách đang tới mua các cái loại mứt trái cây, các loại mứt trái cây, các loại hoa quả sấy. Ví dụ như là thường thì người ta hay mua là xoài sấy này, mãng cầu sấy khô này, mứt sấy này, rồi các loại hạt, đây hạt maca. Khi mà có những cái đoàn khách như vậy thì sẽ giúp cho các cái tiểu thương bán được cái số lượng khá là nhiều. Đây đang các cô đang đóng gói cho khách vào từng các cái túi, nguyên một nhóm. Nói chung giá cả ở Việt Nam thì nó sẽ rẻ hơn so với ở nước ngoài các bạn. Khách thì có thể ăn thử. Đấy, và mọi người đang cân. Đây là hạt điều này, mít sấy khô. Đó. Okay. Okay. Rồi thôi đi không kẹt xe nhé các bạn. Rất nhiều các cái loại mứt trái cây trưng bày đẹp. Đấy. Thì mọi người mua cái này là đặc sản về làm quà chia cho bạn bè anh em, hoặc là mình cũng có thể sử dụng được. Và bây giờ mình thấy nhiều các cái tiệm đó thì các cô cũng có đều có để giá bánh mứt kẹo để cho khách nhìn là biết. Ví dụ đấy, cà phê, các loại cà phê. Đây cũng một nhóm khách này, các cô chú này ở bên Ấn Độ và mua các loại hạt Arabica, Robusta, cà phê con sóc, cà phê con trồn. Những cái cà phê thì để ở trong các cái hũ và có cái nắp đậy và nó giữ được cái mùi thơm. Ở trên thì là có trưng bày những các cái phin, cái phin pha cà phê cũng có, hoặc là những cái gọi là cái máy xay cà phê. Mình mua cà phê hạt đó, sau đó mình uống tới đâu thì mình xay tới đó. Đây còn nếu mà mình không thích đấy thì có thể xay bằng máy. Thì đây là một cái máy xay cà phê, từ hạt nó sẽ đổ vô trong, sau đó đóng gói rồi có máy hút chân không để mang về. Và cái mùi phải nói nó sặc lên, cái mùi thơm rất là thơm nha các bạn. Đứng gần đây là các bạn nghe cái mùi vị hương thơm của cà phê. Đó. Khách đi qua đây thì nhiều khi không có cần quảng cáo là khu vực này có bán cà phê, bởi vì cái mùi cà phê nó đã rất là thơm rồi, đặc biệt là cái cà phê rang. Và khi bán ở chợ Bến Thành đó các bạn, thì có nhiều những cái mặt hàng là nhiều khi người ta tuyển chọn ở các nơi, tức là dạng như hàng hạng nhất loại một rồi, nên mình không có cần phải lăn tăn suy nghĩ gì về chất lượng, mà nhiều khi mình chỉ
chỉ coi mà giá nó phù hợp với cái túi tiền thì là mình mua thôi. Đây tiếp theo các bạn là những các cái gian hàng mà họ bán mây che đan này, cổ cẩm này. Đó, từ những cái túi sách đan bằng cói này, rồi đan bằng vải, bằng len. Những cái bạn Hàn Quốc ấy, họ cũng thích lựa mấy cái thứ này. Nhìn trông nó dễ thương, nó nữ tính. Đó, rồi các cái túi, nón lá, rồi quà lưu niệm, tranh sơn mài, các cái bình để trang trí, rồi lưu hương. Đó. Rồi đây các bạn nhìn các cái nhóm người Hàn Quốc này, cái tượng Phật này, tượng Phật Di Lặc, tượng Quan Công, rồi những cái bông sen bằng gỗ, rồi tượng Quan Công, rồi những cái tượng rồng phượng Phật Di Lặc, rồi các cái mẫu áo dài, thiếu nữ mặc áo dài nhìn trông cũng rất là dễ thương nhé. Rồi trên này là tranh Phúc Lộc Thọ này, rồi tranh Phú Quý, tranh Tứ Quý, Mai Lan Cúc Trúc, Tùng Cúc Trúc Mai, rồi những cái túi nhìn trông cũng rất là dễ thương. Rồi bên này thì tiệm giày, nhiều người đi qua đây thì cũng muốn mua các cái đôi giày này để đôi giày để mang. Rồi mình bây giờ mình sẽ đi ra cái cổng phía bên ngoài này là cửa tây của chợ nha các bạn. Cái khu vực cửa tây này khi mình qua đây thì cũng có hai cái tiệm để chúng ta đổi tiền. Một tiệm là Mai Vân thì họ đã đóng cửa rồi. Đó, trước cửa các bạn nhìn có cái gốc cây mai nhìn đẹp lắm, rất là dễ thương nhé. Rồi bên này đó thì có một tiệm là Hà Tâm thì lúc này cũng vẫn đang thực hiện đổi tiền cho khách. Mình đổi thì có lúc thì mình đổi ở Hà Tâm, lúc thì đổi ở Mai Vân. Đấy, các bạn nhìn thấy, nhưng mà mấy ngày hôm nay thì cái đô cũ mình có đổi, có những đồng đô cũ là đôi khi không có, các tiệm nhiều khi họ còn không có thâu. Hôm trước thì cũng có một cái đồng, mấy đồng mà cô vô bác gửi cho mình ấy, thì mình đi đổi mà người ta không có thâu. Ở đây thưa các bạn là những cái người họ bán xôi này. Ở bên này thì cũng có cái một cái gốc mai vàng nữa, để ở trước để cho mọi người vô, mọi người chụp hình. Đó. Khu vực này là cửa tây của chợ Bến Thành các bạn. Các bạn nhìn đây có những cái du khách người Ấn Độ này. Đây khu vực cửa tây. Chị em đồ trong chợ Bến Thành chơi. Ở đây có cô bán xôi. Còn bên kia thì các bạn nhìn thấy cũng vẫn là khá nhiều người đang đứng để đổi tiền. Thì trước mặt chúng ta đây là con phố Nguyễn An Ninh này các bạn này, con phố Nguyễn An Ninh. Mua bán sửa chữa gia công. Ở bên ngoài này thì cũng bán những cái đồ như là cá viên chiên. Và buổi tối ở khúc này có một cái tiệm chỉ khoảng 10 giờ bắt đầu mới ra bán, và chỉ bán từ 10 giờ khuya cho tới sáng hôm sau. Giờ này thì chưa có bán, nhưng mà lát nữa thì chị mới bán. Ngày cũng chia sẻ để các cô chú anh chị được biết. Còn về đây thì mình có thể mướn mấy cái khách sạn phía trước như khách sạn Ngân Hà, Avanti. Và bây giờ mình sẽ đi vô cổng số 6 nhé. Tuấn Dương sẽ đi vô cổng số 6, sau đó thì mình sẽ ra cái khu cửa nam của chợ Bến Thành rồi mình đi về. Hàng hóa các thứ ở đây thì các bạn thấy là nói chung là trưng bày thì tuyệt đẹp rồi, mình không có gì phải bàn, không có gì phải chê bai hết cả. Chỉ có là
thấy cái nào phù hợp đi du lịch mà. Nhiều khi đi du lịch thì cũng phải có tiền nó dư giả một chút. Rồi mình thấy cái nào đẹp đẹp đó là mình mua liền, mua để làm quà. Đây các bạn nhìn này, cũng có những người đàn ông mà người ta mặc các cái đầm này, trông cũng lạ lạ, có thể là trang phục truyền thống. Đó. Đó, anh ấy đang coi những các cái chuỗi hạt, chuỗi vòng. Chuỗi hạt, chuỗi vòng. Đó. Nhìn rất là dễ thương. Anh ấy thấy máy quay anh cũng hơi ngại ngại. Đây hình ông thần tài này. Đó. Rồi những cái trái thơm. Đây, các bạn nhìn này. Các bạn nữ người nước ngoài đi vô chợ shopping mua sắm. Đây chúng ta sẽ đi tiếp. Có cả những khách người Ý. Thì tiếng thì mình không có rành hết tiếng của tất cả các quốc gia, nhưng mà nghe thì có thể đoán được là người ta tới từ cái quốc gia nào. Ở quốc này bán giày dép này, bóp này. Bán em á. Xin chào. Đây, em gái này bán mắt kiếm. Anh lấy không? Không, anh không. Mắt kiếm này rồi. Khu này thì bán quần áo này, áo của các cái người mẫu nổi tiếng này, Ronaldo, rồi Messi, Mbappe, Zinedine Zidane. Đây, Beckham. Đó. Xin chào. Khu này đấy, quần áo. Bên đây các bạn này, cũng quần áo các cái mẫu rất là nổi tiếng. Bull này, Miam này, Hurt này, Lake này, Starrex này. Đó. Đồ bộ này. Đó. Đó. Giày dép này các bạn, hàng hóa rất là phong phú. Mình dạ không ạ, đi qua. Dạ, rất là nhiều đồ. Gì đang, dạ, lái vô cho. Sài Gòn ngày nay. Sài Gòn ngày nay hả? Dạ dạ. Em bên kênh Sài Gòn ngày nay. Dạ và Harley Davidson này, mô tô. Dạ. Dạ. Rồi đây thôi, mình sẽ đi ra khúc cửa Nam nhé. Một số sạp thì các anh chị cô chú cũng đóng cửa, bởi vì buổi tối thì cái lượng khách cũng sẽ giảm, và thường người ta kinh doanh thì kinh doanh ban ngày sáng sớm. Rồi, rồi mình sẽ đi ra ngoài này, ra cửa Nam. Rồi, ai muốn mua áo dài chụp hình thì tới đây mua cũng được này. Những cái tà áo dài. Giờ chỗ này bên văn hóa tổng hợp Bến Thành thì ta cũng nghỉ rồi. Đây nữa này các bạn này. Đấy, những cái mẫu áo dài treo, nhưng mà ở đây thì cái giá nó sẽ cứng hơn ở những cái chỗ khác. Ôi, ở đây nhóm khách Ấn Độ này các bạn này, họ cũng biết đặt taxi Grab để đi về khách sạn. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có khách Đài Loan, khách Hồng Kông, khách Trung Quốc. Phía ngoài này thì có một số bác xe ôm đang đứng ở bên ngoài này để chờ khách. Ai mà muốn di chuyển bằng xe ôm thì đi bằng cái phương tiện này. Đây taxi. Dạ không chú. $150. Đó. 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 Đó.
là khách đang trả giá đi taxi đó. Rồi chúng ta sẽ băng qua bên đây coi mấy bạn ấy chụp hình nhé. Thì hướng này đó các bạn, là mình sẽ đi về khu nhà hát thành phố này. Đây, đây Tuấn Dương thấy cũng có hai bạn gái này nhờ một cái bác thợ ảnh chụp hình, và hai bạn ấy mặc cái trang phục trông cũng rất là đẹp, rất là dễ thương. Đấy, đằng sau là đây anh ấy ngồi hẳn xuống để lấy cái góc nhìn, lấy toàn cảnh chợ Bến Thành. Tuy nhiên thì với cái thời điểm này các bạn, nó cũng hơi tối một chút, nhưng mà dù sao thì tối chụp nó cũng có những cái nét đẹp riêng. Và đây các bạn nhìn, khi mình lấy cái góc này mình nhìn lên này, có cái chữ là chợ Bến Thành này. Đó, thì tùy theo thợ ảnh người ta sáng tác, người ta sẽ có những cái góc thần thánh để các bạn ý thấy là nó được làm thế nào đấy để tôn được cái dáng của người phụ nữ, nhất là khi mà mặc áo dài. Thì cái mùa này cũng là mùa Tết ấy, cũng là cái mùa làm ăn của các thợ ảnh. Vì thường là các thợ ảnh chỉ chụp hình vào trong những các cái dịp Tết mà thôi. Đấy, hai bạn rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Ta chụp hình mà đôi khi có cả đạo diễn coi là chụp cái góc nào đẹp, góc nào nên chụp, góc nào không nên chụp. Bây giờ thì video clip cũng khá dài, Tuấn Dương xin dừng video tại đây. Cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian để theo dõi. Chúc tất cả có một mùa xuân mới với nhiều thắng lợi mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cô chú anh chị hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video mới. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Anh chị, đây đang là ngã 6 Sài Gòn, còn gọi là ngã 6 Phù Đổng. Hướng này thì chúng ta sẽ nhìn về khách sạn Caravan và con đường Phạm Hồng Thái. Ngay cái chữ mia.vn phía trước mặt đó là chúng ta đi vào con đường Gia Long, Lý Tự Trọng. Còn cái hướng này là chúng ta sẽ đi về Nguyễn Thị Nghĩa, rồi đi qua cầu Ông Lãnh để đi sang quận 4. Sài Gòn lúc này giờ cao điểm nên cô chú anh chị nhìn thấy lượng xe đi khá là nhiều, và lúc mà phố lên đèn đó, thì nhìn thành phố của chúng ta cũng rất đẹp.